Dự báo thời tiết mùng 3 tháng 5, tin mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Theo bản tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tin mưa dông diện rộng và cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Hiện nay, ngày mùng 2 tháng 5, hội tụ gió trên mực 1.500m hoạt động trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở phía Bắc, áp cao lục địa đang tăng cường lệch đông xuống phía Nam. Dự báo, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500m kết hợp với áp cao lục địa tăng cường lệch đông, nên từ đêm nay đến đêm 4 tháng 5, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng. Riêng đêm mai, ngày mùng 3 tháng 5, ở vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-50mm trong 24 giờ, có nơi trên 80mm trong 24 giờ. Khu vực Tây Nguyên, từ nay đến ngày mùng 5 tháng 5, có mưa rào và dông rải rác. Thời gian mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá, cấp 1. Khu vực Hà Nội, đêm nay và ngày mai, ngày mùng 3 tháng 5, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trong cả nước, đêm 2 và ngày mùng 3 tháng 5 năm 2019. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Riêng Tây Bắc ngày có mây, trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc 32-35 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Thanh Hóa Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ C. Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C. Nam Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C. Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Dự báo thời tiết biển, đêm 2 và ngày mùng 3 tháng 5 năm 2019. Do lưới áp cao lục địa suy yếu, nên vịnh Bắc Bộ có gió đông cường độ yếu. Bắc vịnh Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam đến đông cấp 3, 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nam vịnh Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam đến đông cấp 3, 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, 4. Bình Định đến Ninh Thuận. Có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bình Thuận đến Cà Mau. Có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Cà Mau đến Kiên Giang. Có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông. Có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, 4. Quần đảo Hoàng Sa. Có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, 4. Vùng giữa Biển Đông. Có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3, 4. Quần đảo Trường Sa. Có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, 4. Vùng Nam Biển Đông. Có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3, 4. Vịnh Thái Lan. Có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.